Hận Cô Tô của Cố Sơn Giá, Viễn Châu. Con thuyền ngược sóng ra khơi là tình ta chia cách đôi nơi. Ôi nghe qua máu hận dân trào đau buốt càng trường. Tình nồng nàn ở đâu chớ đầu sông người nơi cuối bãi, ngước mắt trông theo nghìn trùng quăng tay, nuốt lệ gươm vui gọi cố nhân ơi, tình của đôi ta cách biệt đôi đường. Một ký hồng nhan sao lắm đổi đoạn thuyền rời đất Việt, đưa nàng về tận chốn cô đơn. Chia cách đôi đàn không mong bụi trùng quang, vì xứ mạng thiêng liêng lương đành nuốt lệ. Mỗi bước chân đi như kim châm mũi xa, đạo thiên này vinh quang chính công mang về cho nàng. Người thương ơi sắc son em nguyện một lòng, dù mãi cách xa cũng không hề quên. Nàng ơi đau xót cho ta là trắng gió, tương lai phải đành cặp bó gối quanh tay đứng nhìn người yêu đời nơi cô quốc lòng đau. Còn là cô gái ngây thơ, gọi chàng là đại ca Phạm Lai. Nếu trước kia mình đừng gặp gỡ, thì bây giờ đâu có cuộc lìa xa. Thank you.
Chị Thảo ra kìa, ông là ai? Thưa bà, tôi là một kẻ ăn mày lang thang đầu đường xó chợ. Một kẻ ăn mày à? Vậy ông cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo? Thưa bà, tôi là một kẻ ăn mày, nhưng hôm nay tôi đến đây không cần bạc tiền hay cơm gạo. Vậy ông muốn gì? Mà hôm nay tôi đến đây là để chỉ xem lại dung nhan của bà thôi. Cấp ngay, gã ăn mày hỗn láo, ông là ai? Ông là ai? Thảo Lan, nàng hãy xem cho kỳ kẻ khốn nạn này là ai. Kìa, chẳng bảo Thảo Lan, anh vẫn còn sống. Dân, tôi vẫn còn sống đây. Đừng bảo ơi, em gian anh cho tôi gần. Tại sao y thao lắm? Bảo ơi, vì bản thân em giờ đây quen ố nên đành phải quay lưng cuối, mặt trốn chạy người. Làm sao vừa gặp lại nhau em chẳng chút vui mừng. Xin anh hãy xem em như người bội bạc, vì hiện tại em là gì? Giam trong ngục tù tâm tôi cứ sợ cứ lo cho người tôi yêu phải nắm chờ tháng đời. Sao tâm cơn gió rét xa lúc trời đổ mưa giông làm cho lạc hồng mỗi tấm mắt biết em xanh tóc mây dài dời bao đời nhớ thương dài được con tim làm cháy phải ngày ngày buồn mỗi đời mong đêm canh chị tức theo thương cho đời qua lạnh lẽo chúng cô phòng. Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở đời tôi là giọt bao giờ phòng. Dễ như chẳng đồng nỗi nát tan thân xác, nhưng đâu bằng đai đức lương tâm. Tôi nóng lòng gặp lại cô nhân, nên khi tốt nhất tôi trở về đây tìm người yêu. Nhưng có đông lâu mong ngày xưa không còn nữa, vì người của tôi yêu đã đẻ núi ân tình. Anh chẳng ý niềm năm nào trả lại sang bước dưới gần làng thang. Gặp lại đời sớm trời bao còn trong một mắt mây ba chỉ còn đâu nghĩ điểm nào. Xin
người xưa. Làm ngày đây xin được mắm trộn người. Từng bảo anh ơi hãy hiểu cho em không phải chỉ sợ dài xa em tay đồng bọn nhà cũng có tâm cũng bao đời mẹ ta tình cũng như cơ hội đã nghe xa hãy tiếng người chung em luôn dịp giữ những con cỏ cây con tàu lá lai dịp gặp nhớ tiếng đò đời dấu về dù góc lối đào tàu ta vẫn còn yêu tôi thì tại làm sao thành kẻ lối sàn thuyền một con nữ bên sông xưa ngày nào vớt lúa mà nay trở thành tổng đốc phu nhân bà ơi cho đến nay tôi mới biết tôi lầm khi đem giả yêu thương xây trên bài chân tôi tốt đâu cô sầu đã làm cho bà tàn phải nhan sắc đâu ngờ bà vẫn tươi cười trên lớp lụa vàng sao 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 sao